Cậu ơi, cậu, cậu ơi cậu. Cậu tỉnh rồi hả? Hồi trưa tôi thấy cậu nằm ngoài mé sông. Tôi thấy cậu mê man nên tôi nấu cho cậu thang thuốc cho cậu uống khỏe lại. Cố gắng ngồi dậy uống nghe cậu. Cái chân của tôi. Cậu đừng có cử động mạnh nữa. Cái chân của cậu bị trúng đạn. Cái viên đạn còn nằm trong á. Bây giờ cậu tỉnh rồi, cậu hãy kiên nhẫn để tôi lấy viên đạn ra, chứ không thôi lại nhiễm trùng á. Tôi tin cậu sẽ làm được chuyện này mà. Tôi sẽ băng bó lại.